Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng ráo, với nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió nhẹ. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, độ mặn các sông lên theo triều cường rằm tháng 3 âm lịch. Trong ngày mai có hai lần xuất hiện độ mặn cao nhất trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 20 giờ và 3 giờ đến 5 giờ. Theo đó, ở trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ, dự báo độ mặn đo được cao nhất vào ngày mai là 6,9 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông là 0,6 gram trên lít, còn ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây là 0,3 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 35 km ở sông Dàm Cỏ thuộc khu vực xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 58 km trên sông Dàm Cỏ Tây, địa phận xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ. Ngoài ra, độ mặn 1 gram trên lít cũng xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 64 km ở sông Dàm Cỏ Đông, địa phận xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng rìa phía Nam, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch đông. Rãnh áp thấp ở phía Nam tiếp tục lùi dần xuống phía Nam, suy yếu và mờ dần. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, có lúc gián đoạn. Đến chiều tối mai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, gió nhẹ. Ở miền Tây Nam Bộ, đêm nay khu vực này cũng có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, có lúc gián đoạn. Đến chiều tối mai tiếp tục xuất hiện mưa rào và kèm theo dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông, quý vị cũng nên đề phòng có sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ và cao nhất từ 31 đến 33 độ, gió nhẹ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.